Xin mời bà Nhi Ba lại. Dạ ông chú cầm nhìn đây ông chú. Chú ghé tiếng sáng vô cô dâu nhìn đây. Vô đi. Chị vô thì xin kính mời bà về trong dưỡng tư. Thưa mai. Còn chung chú ghé nữa kìa. Rồi phải không? Muốn ngồi uống đi nữa thì hót tên bà nữa. Rồi cái còn bài ơi. Rồi, cô dâu tiếng sách chứ ghẻ lừa. Thì xin cái bài về dâu trưởng năm. Bây giờ hôm qua quên mẹ nó. Mai có thì ông cậu bà mở sát cũ. Ông cậu bà mở 7 tỉnh. Có, hôm nay là vui của hai con. Ờ, cưới à. Bà về dâu trưởng 8. Rồi chụp cái mình lương sách vô. Bây giờ đứng lên đứng lên. Bây giờ nhích lên xíu nhích nhẹ. Rồi mình về. Dạ dạ. Dạ mày thấy nhớ quá tí giá hay đó. Em đường đi được có ghế đi các bạn con. Thôi không đi. Rồi hai bà gì bà 9 giờ 1. Rồi hai bà dì uống xong rồi hạ chung xuống nhìn đây. Rồi nhìn đây. Vô ghế ơi. Tính sách vô, dịch hình lương, dịch sách vô. Xin cái bài bà gì? Nghiêng qua cô dâu. Ông Dũng Chính. Nghiêng qua cô dâu. Xây qua cô dâu. À đúng rồi. Rồi hai bà. Tiếp theo thì xin kính mời là Tác Lăng Long Niên á. Ngồi ghế trong. Rồi nhìn đây chụp tấm hình. Nhìn lên chớp mắt kìa. Tới phần anh chị thì tiếp theo là tới lỗi tới phần cha mẹ. Mời cha mẹ. Xin mời cha mẹ. Vô đi xếp cho mẹ ơi mình đây. Rồi nhà. Cho mẹ đi, cho mẹ có con thì cho luôn. Đứng lên đi con. Cái nhỏ ở đây chồng cũng được.
cái vòng gang trước dễ đeo không? Cô đứng nhích vô trong xíu, nhích vô trong. À. Ngày vui của cô dâu sức khỏe cha mẹ cũng sức khỏe một cộng dây chuyền và cô dâu một tấm lá và một chiếc xe thì cha trao chia nên thì bắt xe cho hai con cô dâu sức khỏe. Rồi, vô hai người đi. Vô hai người. Ngồi ghế đi. Ngồi ghế. Ngồi ghế đi em. Rồi, điểm sáng cho ai nhìn đây chụp hình chứ. Rồi, điểm sáng vô chụp hình đi. Ghế phụ ơi, ghế phụ. Yeah, nhìn đây nè, nhìn đây. Rồi ngồi ghế. Theo là xin kính mời chị Hằng. Rồi hai anh nhìn đây. Đi vô em, đi vô. Có Hằng về đài quang. Xin kính mời anh chị Hai Hằng á, Hằng Quang á, bước vào uống rượu cho hai em làm lễ. Xin kính mời anh chị là anh chị Phương, anh Phương á, anh Phương á, rồi chị ngồi ghế đó. Rồi ngồi đi anh, ngồi đi anh. Rồi nhìn đây chụp mình. Rồi anh chị đứng lên chụp hình. Rồi hai em chụp. Rồi trong anh, rồi trong. Rồi hai nhìn đây. Lên đi là bà con thân tập thì phần cô dâu cũng để làm lễ và cô bác hiện tiền cũng xong thì trong phần làm lễ có điều gì số đó thì cũng mong quý bà con cô bác nhân ngày vui thân cháu cũng thông cảm lo qua cho tiếp theo là tôi xin nhận cho là họ là trai để làm lễ. Và vợ chồng dẫn cô dâu hỏi cho biết họ là trai. Rồi đứng ngay chỗ bà nội em. Chú rể đi. Bà nội ơi xin lỗi. Chú rể ơi, kéo cái mặt ngay chỗ cái mặt coi ngay giữa. Ờ, khuất bên rồi. Ôi nè, chú vô em. Vô em. Vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng đứng em đi vô. Đây có ai hướng cây dùng rồi cô bán ngồi xuống nhìn cho vẻ ơi. Rồi cha mẹ vô trong đi. Rồi cầm chung nhìn đây cô ơi. Cô ơi. Rồi cầm chung nhìn đây cô. Cô. Cầm chung cầm chung. Rồi rồi. Ba hình ba mẹ này anh chị. Tốt đẹp. Cảm ơn. Mời ly rượu. Bắt đầu. Anh em mình đại diện cho anh họ nên là không để bây giờ thành công tốt đẹp cho nhà trai cũng trước thì xin xong thì xin kính mời nhà trai về mỗi đại ban mặt ngoài đó thôi khi uống rượu này thì tôi cũng xin chúc cho là hai gia đình thông gia tình nghĩa thăm giao chúc sức khỏe cho họ nhà trai rồi dồi dào sức khỏe và chúc cho cô dâu và chú rể hôm nay là ngày vui trọng đại nhất của hai cháu. Thấy đây là một kỷ niệm đẹp nhất để làm hành trang bước vào đời trong cuộc sống xây dựng lứa đôi nhau. Chúc cho hai cháu, chúc bà cô, dâu, chú rể yêu nhau mãi mãi, yêu nhau cho đến bạc đầu mà vẫn hạnh phúc bên nhau. Xin chúc mừng. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người
nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô, một thay có con lợn quay,